Lực lượng tuần duyên Đài Loan bắt giữ 7 công dân Việt Nam hôm 24 tháng 8 trên đảo Began thuộc quần đảo Matsu khi nhóm người này tìm cách lẻn vào Đài Loan, báo chí Đài Loan đưa tin. Truyền thông địa phương cho biết tuần duyên Đài Loan nhận tin mật báo về âm mưu đưa người Việt nhập cảnh bất hợp pháp, đã theo dõi, lục soát các nghi can tại phi trường Began cũng như nơi ẩn nấp của họ. Kết quả, 7 người Việt nhập cư lậu và 3 người Việt khác âm mưu đưa họ vào Đài Loan bị bắt giữ. Tất cả đang được cách ly 14 ngày để phòng Covid. Giới hữu trách Đài Loan nói, một số người Việt trả cho đường dây buôn người 7.000 đô mỗi người để được đưa tới các vùng ven biển rồi sau đó tới quần đảo Matsu, nơi họ sẽ được đưa lẻn vào Đài Loan. Các nghi can buôn người đã được chuyển tới văn phòng công tố Văn Chiang, Phúc Kiến để điều tra theo luật di trú quốc gia Đài Loan.